Là ở quận 8 thì cái người này là con gái mình đã gỡ giấy, gỡ xe, gỡ con nó ở đó đó. Rồi đi trại đó luôn. Rồi là lên nói sao chị yên tâm đi, chị với anh yên tâm đi, nó không có chết đâu. Con của chị điện về cho tôi đây nè, nói là nó không có ngu gì mà nó chết, nó Nhưng đi kiếm mà sợ. xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì hôm nay công trần tiếp tục tiếp nhận một cái thông tin một người mẹ nơi xa đến đây nhờ cái sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như công trần để tìm kiếm có lẽ là đây người con gái của mình. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Dạ xin phép chào cô. Dạ cô cho hỏi là cô họ tên mình đầy đủ là gì ạ? Trần Thị Điểu. Dạ, cô hiện nay đang sinh sống ở đâu ạ? Ở tỉnh An Giang. An Giang. Dạ. À, vậy là từ An Giang cô lên đây là khi mới lúc mấy giờ? Đi hồi 6 giờ rưỡi lên xe. Rồi về tới đây, lên tới đây gần 2 giờ khuya. Dạ, 6 giờ rưỡi hồi chiều hôm qua. Dạ, chiều 2 giờ khuya vừa rồi là tới đây. Dạ, tới Bình Phước 1, rồi nhỏ gái chở qua đây. À, là vậy cô sang bên Mỹ Phước 1 ở Bình Dương. Dạ. Xong từ Bình Dương là con gái cô chở từ Bình Dương qua. Dạ. À, qua bên đây, đúng không ạ? Dạ. À, cô cho con hỏi là cô hiện nay đang cầm trên tay cái tấm hình nhá. Là tấm hình này là người con như thế nào? Cô có thể là nói rõ lên à, con để gái. Cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chia sẻ để nhiều dạ. hơn nữa. Con gái của tôi là gái nhà, gái nhỏ có hai đứa con hả? Con gái của họ tên là gì ạ? Lê Thị Thúy Ngọc. Dạ sinh năm bao nhiêu cô? Nó không biết nhiêu, nó 32 tuổi đó, không biết năm sinh mấy đâu. 91 phải không? Dạ sinh dạ. Năm 91 đúng không ạ? Dạ dạ đúng. Dạ. Rồi cô có thể nói rõ là con gái cô là lý do gì, đi đâu mà như thế nào, lâu chưa? Con gái tôi đi bữa nay nữa là nửa tháng rồi mà nó đi xuống cái nhà của dì đó chơi, mà dì đó là cũng như người dân quen biết thôi. Dạ. Nó đi lần thứ nhất chơi, rồi lần thứ nhì, rồi lần thứ ba là nó đi, mà trong khi nó đi đó là nó gỡ xe, gỡ con chơi đó cho cô đó, mà cô hỏi cô nói cô không biết, mà hôm gài là nói chung là nó điện về cho cô đó không chứ không có điện cho mình. Rồi năn nỉ vợ chồng cứ năn nỉ là hỏi tin tức con mình ở đâu, đâu mình nhờ cô đi chỉ giùm, đâu mình đi rước con mình về, cô không chỉ, cô nói nó đi nó bỏ chồng nó rồi, nó cô không chỉ đó. Rồi bây giờ cũng như nhờ chính quyền mấy chú đó là giúp đỡ giùm cho con, cho tôi thấy cũng như kiếm giùm con tôi cho nó về với chồng với con nó, với cha với mẹ. Cô cho phép cho con hỏi là con cô trước khi đi là có biểu hiện gì bất thường không? Không, không có biểu hiện gì hết trơn. Tự dưng là bỏ đi luôn à? Đi xuống dưới đó là cái ngày trước đó là đi xuống dưới ở hừng sáng tới chiều là trời mưa úp mà nó điện. Đi là đi với ai? Con gái cô đi với ai? Đi với con nó, con nhỏ xíu, nhỏ mới có 7 tuổi à. À đi với một người con gái. Đi với người con gái 7 tuổi. 7 tuổi. Đi cách xa cái địa phương không cô? Đi cách xa cái chỗ đang ở không? Không, có chừng 3-4 cây số à. À vậy là đi xe Honda hay là đi bộ? Đi xe Honda rồi đi xuống tới nhà Úc, đi xuống tới nhà người đó đó, rồi gỡ xe ở đó, gỡ con ở đó là lên xe đi, mà lên xe đi hay sao mình cũng không biết, là bà đó bà điện cho hay là con gái chị nó đã đi rồi, kêu chị mới nói thôi bây giờ cũng như là gỡ để coi mà ấy đi mượn chồng chạy theo giúp giùm đi, thì tôi chạy ở trên này tôi mượn xe tôi chạy xuống. Yeah. Là mượn xe chạy xuống rồi là chồng nó mới chạy lên rước tôi, nhưng tôi nói sao dượng không đi kiếm cháu giùm giùm chị nó, thôi lên rước chị đi. Yeah. Rồi giờ chị biết vậy thôi, nhưng mà giờ nhỏ này nó điện về với Út, nó điện về cho người đó không, người đó mới nói với chị là bây giờ là không có, nó không có chết đâu, chị đừng có sợ, nó cũng có nơi có chỗ nó mằn ăn, bây giờ đi hỏi hoài thì người ta không chỉ hỏi chỗ. Vậy là cái người, có một cái người nào đó gọi điện cho cô đúng không ạ, báo tin, báo con, tin dạ, là con gái cô đang ở đâu, nói là ở thành phố nhưng mà ở quận 8. À. Và người ta nói vậy thôi chứ mình không có biết nha. Thực sự là cái câu chuyện là chưa biết đúng hay sai. Yeah. Mấy cái người báo tin là một người phụ nữ gọi điện báo tin cho gia đình mình. Yeah. Là con gái không có chết đâu mà lo, đúng không ạ? Yeah. Mà hiện nay là nói là đang ở quận 8 phải không ạ? Nói là ở quận 8 thì cái người này là con gái mình đã gỡ giấy, gỡ xe, gỡ con nó ở đó đó. Yeah. Rồi đi trại đó luôn. Rồi là lên nói sao chị yên tâm đi, chị với anh yên tâm đi, nó không có chết đâu, con của chị điện về cho tôi đây nè, nói là nó không có ngu gì mà nó chết, nó nhưng mà sợ nó cô sao, tại sao cô không tìm hiểu là cái người đó là ai mà tại sao lại có số điện thoại của cô? Cái người đó là quen với cô với chị à, nhưng mà trong khi đó là mới quen có chưa được 3 tháng nữa. Quen là mình quen nhau trong cái tình huống nào? Như chở con cháu đi học đó rồi quen. À rồi, là gặp ngoài đường quen thế hả? À bữa hổm đi mẹ Nam Hải rồi nó mới nói thôi cho chị cho em đi với, thì chị em đi chung đó rồi đi về cũng là cũng như kết bạn thân với nhau nó, mà có nhiều đó đó chứ không có thân thuộc. Vậy là cái người phụ nữ hiện nay đang sinh sống tại đâu cô? Ở xã Thành Mỹ Tây, ở tỉnh An Giang luôn, mà xã huyện Châu Phú luôn, mà cái đó ở xã Thành Mỹ Tây luôn, mà không biết nó ở ấp nào mình không gần không. Cô có biết là người ta làm mấy công việc gì không?
có biết không, mình có tìm hiểu không? Thấy ở không không đó mà con á, thì nó nói con nó thì ở mà tỉnh ở ngoài thành phố này nè, mà ở quận 8 mà giúp việc nhà cho ông bác sĩ Huy. À, đó. Là chia sẻ với cô như vậy nhưng mà chia sẻ đúng với hay mình sai như vậy. Thì cô chưa có biết được. Dạ, biết biết. Đúng không biết người ta có thiệt chứ mình không, thì người ta nói sao thì mình hay vậy gì đó. Cái người phụ nữ tên là gì cô? Thì nó tên người ta để tên Úc Úc Mót đó. Vậy là tên Úc Mót là khả năng không có thật rồi. À. Tên là tên trong giấy tờ tên thật rồi, chắc chắn là tên khác rồi. Mình cũng không biết làm sao nữa, cái, à. Tại vì mới quen mới có mấy tháng à. À, mấy tháng mình cũng phải tìm hiểu chứ. Dạ. À. Vậy là cái con gái cô có nghĩ rằng con gái cô báo tin cho gia đình người ta mà lại không báo tin cho mình không? Thì có điều đó xảy ra người ta nói vậy nhưng mà mình không biết, nhưng mà người ta đem điện thoại lên là cũng như là đi lên nó thưa, nó chuyện nó thưa ngược trở lại chị. Sao lại thưa? Cũng như là chị cũng hỏi thăm hỏi lên, chị cũng như con mình mắc chị nắm ruột, chị hỏi à. Bây giờ con gái cưng mằng ở đâu cưng nói đi, rồi chị đi lên trên chị tìm con, chị có mằng gần đó không, chị đã đa nghi vậy. Dạ. Nhưng mà nó nói là nếu chị nói vậy là tôi bán con chị, sao nó lên nó trình công an nó thưa. Thì cái ngày đó thì con gái của chị đã điện về cho nó, rồi nó mới đem qua cho chị nghe, là nó nói này mày nói chuyện với mẹ mày coi tao có bán buôn mày không mà mẹ mày nói như vậy đó. Rồi mày nói rồi con gái chị điện nó, mẹ ơi đừng có thưa Út nó nhiều thôi à. Rồi bắt đầu nó chỉ khóc không đó, rồi nó con nhớ mẹ nhớ cha, con nhớ con rồi thành thử ra nói có nhiều đó. Rồi cái nó mới nói thôi mẹ tắt đi, mẹ có ta kêu con rồi, nói vậy thôi. Và có nhiều đó là từ đó tới giờ nó không điện, mà ta nó hỏi sao con không điện mẹ. Con nhỏ kia nó mới nói, nhỏ Út đó nó mới nói nó không biết số lấy đầu điện. Tôi nói thôi con nè, mẹ cho số con, từ đẹp tới con có điện điện thẳng cho mẹ nên cho mẹ yên tâm, mà nó không điện gì hết, điện cho nhỏ kia không. Ở thành thử là cô mới sợ năng nỉ không, năng nỉ cô này. Có nghĩ rằng con gái mình đang bị ép không? Chắc cô đã nghĩ vậy luôn, bởi vì không có lý do thì tại sao lại không gọi cho mẹ, bởi vì mà chỉ nói cho mẹ những cái câu rất ngắn gọn. Dạ. Nhưng lại thông tin cho người khác, một người phụ nữ khác. Dạ. Là cái người phụ nữ đó là quen với cô? Quen á, quen nhưng mà mới có mấy tháng đó là rồi đó. À. Rồi bây giờ đó là nó đi thưa chị đó, mà bây giờ chị không nói thưa gì trang, giờ chị cũng thôi bây giờ không nói. Bữa hôm xuống cái tự nhiên đẻ ngang nó, con của bà đi đâu làm tôi không biết mà đừng hỏi tôi nữa, xuống năn nỉ không à. Yeah. Con của bà đi đâu làm tôi không biết mà đừng hỏi tôi nữa. Yeah. Thế vậy chị mới lên chị trình công an. Yeah. Trình công an rồi đó, bây giờ người ta cũng đang theo dõi, nhưng mà chị sợ đưa con chị đi xa, bởi vì chị bây giờ nhờ chú Hải đang tìm kiếm giùm cho chị là đứa con của chị về cho nó ở với chồng con nó sống, còn không nếu không ở thì ra tòa ly dị với chồng nó, chứ chị cũng không bắt buộc con mình. Vậy là con gái chị năm nay là cũng ngoài 30 tuổi rồi. 32 tuổi. Dạ. Mà được mấy người con ạ? Ba đứa. Con là người con trai lớn hay con gái lớn năm nay? Con trai lớn, trai lớn năm nay 13 tuổi rồi. 13 tuổi rồi. À. Trước khi con của cô đi là những người cháu ngoại của cô là có biết cái thông tin là mẹ mình chuẩn bị đi không? Không, không biết luôn. Mẹ không chia sẻ gì? Không luôn. Rồi nó nói con nhỏ con gái đi theo nó đó, tuy mặc dù nó có 7 tuổi nhưng mà nó ngoan lắm. Nó về nó nói với cha, nó cha ơi, hôm qua con thấy ông Út chở mẹ con đi, là chồng của người đó đó. À. Chồng của người đó đó. À. Nó nói ông Út chở mẹ con đi, rồi con nói ủa ông Út chở mẹ con đi đâu, bố Út nó chở mẹ con đi công chuyện chút mà lâu quá con không thấy mẹ con về. Chở là chở bằng cái gì? Xe Honda. Chở xe Honda. À. Vậy là chồng của cái người phụ nữ mà quen chính quen với gia đình mình, quen với cô ấy. Yeah. Là bé trai à, bé một bé nhà mình, bé bé cháu ngoại là chia sẻ là chú đó là chú Út ha. Ông Út, tôi nói ông Út. Tại vì dưỡng Út đó là cũng như quen với đây rồi, quen với mình đó, rồi nó kêu bằng âm. À. Nó con thấy ông Út chở mẹ con đi, nhưng mà con nói á mẹ con đi đâu vậy? Cái bà Út bà mới trả lời, bà nói ông Út chở mẹ con đi công chuyện chút. Đây có thể là cái lý do con gái của cô hiện nay mất tích đến giờ phút này không thông tin để cho gia đình. Yeah. Đến giờ phút này con gái cô có tự động gọi về gia đình, gọi về số điện thoại của gia đình không? Không luôn. Chưa gọi được lần nào luôn. Yeah, không luôn, nhưng mà điện thoại đây mình gọi được, gọi cho nó hai lần rồi nhưng mà không bắt máy. Không bắt máy. Dạ. Yeah. Cô đang nghĩ là lý do tại sao không bắt máy không? Tại tôi nghĩ là cũng như con tôi đã bị kiếm chuyện mà khống chế gì đó, hay là hoặc nó đưa đi đâu mà mình không biết, nhưng mà sao mà điện không bắt máy? Có nghĩa rằng có thể là con cô mới đầu tiên là nghe theo những lời ngon lời ngọt, đi theo người ta. Yeah. Và để làm một cái công việc gì đó hoặc là để tham khảo một cái công việc gì đó, nhưng vì lý do nào đó là đi đến nơi á, thì có thể là người ta dùng những cái cách nào đó có thể mất tích đến giờ phút này. Dạ, mặc dù mà nói với chú gì nè, cũng như là Út đó nói với chị là nói con gái của chị mặn tháng là giúp việc nhà cho người ta, rồi đi ra tối ra bán đồ tiếp,
là một tháng đó là 6 triệu, nếu mà không tham lam thì tháng sau người ta trả cho 8 triệu, là Út nó nói chứ con mình chưa nói luôn, Út nó chỉ nói cho mình biết thôi. Bây giờ tại sao chị cũng nói rõ là con gái tôi ở đâu mà tại sao là chị lại biết mức lương của nó như vậy? Thì chị cũng nói vậy đó, mà Út nó nói là mà ban đầu nó nói chị cứ yên tâm, sau này bây giờ người ta bẻ kèo người ta không nói chị, tại vì vậy đó chị cũng nôn nóng dữ lắm. Rồi nói với Út đó, thôi bây giờ cho tôi xin số địa chỉ chỗ nó ở đi. Rồi chị đi ra tới ngoài coi chị gặp coi con chị bằng cái cách gì đang cho chị biết, chứ để nếu nó không điện về nhà chị cũng nóng ruột. Rồi Út nó mới cự với chị, nói ra thôi thì đẹp tới con bà làm gì làm, mình không biết, tôi không biết nữa. Nói vậy đó. Chị có lời nói nào để cho con gái gái chị biết được mẹ và những người chị, những người thân, chồng và con hiện nay đang đi tìm kiếm, để con gái chị, con gái của cô biết được cái thông tin. Mọi người, toàn thể gia đình hiện nay đang vô cùng hoang mang và đang tìm kiếm, để con gái cô nếu biết được thông tin như vậy thì sớm có thể liên hệ với cho gia đình. Dạ, con Lành ơi, mẹ đi kiếm con. Con giờ con ở đâu? Con ở đâu con cho mẹ biết đi, rồi mẹ đi tới đó mẹ rước con. Bây giờ trong gia đình nó nôn nóng, sợ con bị bán cho người ta, sợ con chết. Con bây giờ ở đâu con mới đi về thì con phải là đăng nhờ chú Hải kiếm con đó, con phải ra mặt đăng cho mà chú Hải đem về đặng mẹ rước con. Con không thôi con tự về nhà, không thôi con báo cho mẹ biết là con điện về, điện thoại về mẹ ơi con ở chỗ đó mẹ lên mẹ rước con, mẹ lên mẹ tìm thấy mặt con mẹ mới yên tâm. Bây giờ cha con đau nhiều lắm, con phải đi về mới được. Chị có lời nào muốn chia sẻ để hy vọng là các cô chú trên cộng đồng mạng chia sẻ lan tỏa nhiều hơn để cái video này của chị sớm được con chị được biết đến và con chị sớm có cơ hội được quay trở về. Dạ, nói sao vậy chú, chị không thì chị có muốn mọi người chia sẻ cho chị không? Dạ, muốn mọi người chia sẻ giùm cho con, nó biết thông tin này đang nói về với cha với mẹ với chồng con đó. Hiện nay thì bỏ lại ba người con rồi nha. Bỏ ba người con. Ba người con hiện nay thì ai là người trực tiếp là để nuôi dạy? Dạ chị. Vậy là cô là người gọi là bà ngoại ha. Bà ngoại. Trực tiếp bây giờ mẹ thì bỏ đi rồi, mất tích rồi. Hồi đó giờ nó cũng ở chung với chị, nó nào cũng hay với. Hai vợ chồng nó ở chung với chị. Này là quá tội. Thì con không biết nói gì hơn cả chị nha. Chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô. Chúc cô mấy toàn thể gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chị cũng mong trong thời gian tới thì con cô sớm quay trở về toàn tụ cùng trước mắt là cùng những người con thân yêu của mình và những người mẹ, những người chồng và những người thân của mình. Chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của cô. Nhờ chú Hải cũng giúp giùm cho tìm kiếm con giùm, mạng ơn rồi Lành ơi, con ở đâu con cũng phải là báo về cho mẹ biết là con ở chỗ nào, đang nhờ mấy chú đi lại đó rước con cũng được luôn nữa. Mà giờ con thông tin lên đi chứ giờ mẹ khổ dữ lắm, con ở nhà cũng khổ, bây giờ trong gia đình túa ra đi kiếm con dữ lắm luôn rồi đó. Không biết là con có bị gạt bị gì không, hay có ai có bán con không, hay là con sao, con phải báo cho mẹ biết rồi mẹ nhờ mấy chú đi lại rước con. Công trần xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.